Rồi, bữa nay mình sẽ sửa cái cặp loa này ha. Đây, đây là cặp trép kèn ha. Trép kèn á. Loại loa này á nó giống như cái trép ở trong mấy cái loa kéo á ha. Nó cùng loại luôn á. Nhưng mà này là nó rời ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nó ra ha. Coi nó bị hư cái gì. Đó. Này, nó có bốn ốc ha, bung bốn ốc rồi ra. Rồi. Ha, bung ốc ra. Rồi. Đó. Nó đơn giản như vậy thôi. À. Đây, bên đây là nó chỉ có đơn giản vậy thôi nè. À. Đây, con tụ này là tụ non bola ha. Đây là tụ hóa không có phân biệt được tính ha. Tỷ số của nó là 100V ha, 2,2 mF ha. Đó. Rồi. Mình nói sơ về cái bệnh thường gặp ha, từ cái lo những cái lo trép như vậy ha. Lo trép á thường á nó hay bị đứt đứt cái cuộn dây con bên trong đó nè, ha, bên trong này nè, đó. Rồi trường hợp thứ hai á, rồi nó cháy đen luôn, nó cháy cái con á, cháy đen luôn, ha, đó. Rồi ở đây ha, hai cái trạm cắm loa ha, chống màu đỏ, ha, dây dương, đây chống màu đen, dây âm, ha. Thì dây dương á, nó sẽ đưa qua một cái tụ hóa, ha. Cái tụ này ha, còn gọi là tụ lọc tín hiệu tần số cao ha, còn gọi là cái tụ cản ha. Đó thì khi mà mình đo từ bên ngoài đo vô là đo không được ha, tại vì nó có con tụ này ha. Bây giờ để mình xác định được cái cuộn dây nó có đứt hay không á thì mình phải đo dấu đen đây ha. Đó, đưa lên dây vàng nè, rồi đo tại đầu này ha, dây đỏ đó. Mình sẽ chọn thang đo ohm ha. Đó. Rồi, đo. Rồi. Im re ha. Rồi, đứt cuộn dây à. Ha. Cuộn dây này á con của nó là khoảng từ 6 cho tới 8 ohm ha. Còn đây mình đo là không có thấy ohm nào hết ha. Cái tụ này cũng có khi hư nữa ha. Thường là nó giảm trị số ha. Đó. Nhưng mà ở đây mình cũng có thể đo thử coi nó còn cái trị số 2,2 mF không ha. Rồi, mình là bật thang đo tụ ha. Rồi. Kẹp vô hai đầu tụ ha. Đó. 2,6 mi ha, 2,6 2,7. Vậy là ok, cái tụ này còn ngon ha. Đây là tụ lọc tín hiệu tần số cao ha, tần số bổng ha. Đó. Tại chỗ này mình có thể mình thường thấy á, tại chỗ này là 2,2 mi ha. Mình cũng có thể thay nó bằng 1 mi và 1,5 mi ha. Đó. Đó. Ha. Nhưng mà tụ này là ngon rồi ha. Tụ này tụ tốt ạ. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Ha. Cái này hình như nó nghiêng nghiêng là nó bị gãy rồi nè. Rồi nó gãy rồi. Đó.
đó, kệ đó ha, lát mình dán lại. Cái này do người ta dán keo á, do người ta dán keo chặt quá đó. Đây. Đây, chủ yếu là cái cùi này nè ha. Cái loại này ha, loại kép này nó cũng giống như là loại loa kép ở trong cái loa kéo á, nó là cùng một loại với nhau á ha. Nó xài con là 25 ly ha, 25 mm ha. Ta gọi gọn là con 25 ly. Nhiều khi là 25.5 cũng vậy thôi ha. Đây là từ ha, cục 500 của nó ha. Để coi từ nó là bao nhiêu. Ha. Từ của nó là 70 mm ha. Đó. Cũng khá to ha. Mình sẽ mở nó ra. Đây, nó nằm dính ở trên này luôn nè ha. Đây, hai cái đầu dây nó hàng ra đây, đưa ra ngoài, hàng ra đây đưa ra ngoài ha. Đây, cuộn dây của nó. Rồi. Cái bên này nó cháy đen nè ha. Cháy đen rồi, xong luôn. Đen xì luôn ha. Đó. Ha. Vậy là sao? Trong cái trường hợp này, cuộn dây này nó đã bị cháy đen rồi nè. Thì mình phải thay cái cuộn dây khác ha, thay cái con khác. Đó. Đây là loại con 25 ly ha. Đó. Không, 25.5. Đây, tới đây 25 ha. Đây 25 giữa giữa nè. 25.5. Đó. Loại kép này ha, nó có hai trường hợp hư. Trường hợp thứ nhất là nó cháy ha, nó cháy khét đen như thế này. Đây là cháy đen nè. Ha, nhìn kỹ nha. Đó. Đây đây nè, ở đây là cháy đen ở trên. Đó. Rồi một trường hợp hư nữa là nó hay bị đứt ha. Bị đứt ngay cái đầu dây đây nè. Đó, hoặc là đầu dây bên đây. Đó, lúc đó thì mình nhìn cái cuộn con này nè, nó vẫn còn sáng bóng ha. Thì mình có lúc là thì mình sẽ phải đi tìm coi nó đứt cái bên nào. Cái mình kéo nó dây kéo nó ra một tua ha. Cái mình kéo ra ngoài. Cháy đen hết rồi. Ha. Rồi, loại con này mình có thể thay ha. Đó. Ở đây mình sẽ thay bằng có một cái loại như thế này, đây. Đó. Ha. Cũng là 25,5 ly ha. Rồi đây. Cũng là 25,5 ha. Rồi, đây. Cũng là 25,5. Đó. Đó. Là của người ta còn sáng bóng như vậy nè. Đó. Ha. Đó. Rồi, cái loại mắc tiền hơn. Có vỏ như vậy nè. Đó. Đó, ha. Cũng là 25.5 ha. Tất cả những loại này có thể thay vào đây được ha. Rồi ở đây mình có thể thử nó ha. Mình lấy cái miếng này mình thử nó. Đó, ập nó lên.
nó cùng một loại mà ha, cùng một kích thước ha, 25.5 ha. Tôi sẽ dùng một cái nguồn pin ha, một cái cục pin 1.5 ha, câu ra hai đầu dây như thế này. Mình cũng có thể sử dụng là hai cục pin để được 3V ha, cũng được. Rồi bây giờ tôi sẽ thử một đầu, tôi để cố định ha, rồi đầu còn lại tôi quẹt. Ha, ok, cái này thay được ha. Đó. Rồi miếng bên đây ha, cũng làm y vậy. Rồi ha, miếng này cũng thay được. Đó. Rồi miếng này up lên. Đó, miếng này mình cũng thay được. Đó, ha. Thông thường á, cái loại này nó hay bị đứt hai cái đầu, ha, hai cái đầu dây á. Cái công việc của mình á, là mình chỉ việc đi kiếm hai cái đầu dây nào nó bị đứt á, cái mình kéo nó ra một tua, ha, hoặc là hai tua ha, rồi bắt đầu mình hàn trở lại cái sợi dây râu bên ngoài là vẫn chạy bình thường luôn ha. Đó, nhưng mà cái trường hợp ở đây thì nó cháy khét đen rồi ha, cho nên là buộc mình phải thay cái khác ha. Rồi ở đây ha, cái miếng đệm nó là bao nhiêu? 2 ly ha. Rồi cái miếng này ở đây của tôi bao nhiêu đệm nó nè, cũng là 2 ly ha. Cái miếng này mình có thể thay vào đây được ha. Ok, nó cùng một loại ha. Rồi những cái miếng này mình cũng có thể thay được ha, nhưng mà nó sẽ khó hơn ha. Đó, rồi mình cũng có thể thay bằng cái miếng này ha. Cái miếng này thì nó không có cái lớp đệm ha, nó chỉ có cái con với là cái màng thôi ha. Thì lúc này mình có thể nải này ra, lại cái màn này ra, cái mà mình dán cái này lên ha. Đó là mình cũng có thể thay được bằng cái miếng này ha. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ thay bằng cái miếng này ha. Rồi thay bằng cách nào? Tôi sẽ nhả chỉ đây, tôi gỡ cọng dây này lên ha, kéo sang đây. Rồi bên đây cũng tương tự, nhả chỉ ra, kéo nó lên đây, rồi tôi sẽ dùng kéo tôi cắt nó ha, cắt này nè, đó, cắt từ đây qua đây ha, đó, cắt từ đây qua đây, đó, như vậy bắt đầu là tôi hàn trở lại là xong ha, đơn giản ha. À, mình sẽ dùng cái kẹp ben ha, kẹp ben nè, kẹp cho nó đứng lên cũng dễ lai hàn ha. Đó ha, dùng kẹp ben nè ha. Đó, mình gỡ nó hai đầu dây ra. Đó, thấy chưa? Đó, rồi mình sẽ dán dây này vô đây ha, dán về bên đây. Đó, rồi dùng kéo cắt nó đây ha. Đó, kéo ha, đừng cho nó đứt dây nha. Đó, chưa, những cái chỗ thừa này thì mình cắt nó ha. Đó, rồi nó như vậy ha. Đó, đây cái miếng cũ nó đâu, đó, y chang
À, rồi up lên thôi. Đây, mình up lên như thế này. Đó. À, rồi. Xong. À, ok. À. Rồi, bây giờ mình hàn dây nó thôi. Cái mũi này nó dài quá ha, mình bỏ nó lên đây. Đó. Là mình hàn dây này vô đây, dây này vô đây ha. Đây hàn vô nè ha, dây bên đây hàn đây, dây đây hàn đây ha. Đó, rồi bây giờ mình chỉnh nó vô chính giữa ha. Đó, nó dao động như vậy nè. Đó, rồi bây giờ mình ụp nó lên. Ha. Rồi mình lần lần bốn cái lỗ này, tìm mà bốn cái lỗ ốc đó. Đó, ha. Đây bốn lỗ ốc, sau khi mình bắt ốc trở lại như vậy ha, rồi siết vừa tay thôi. Ha. Chặt quá nó bể luôn á nha. Đó. Chưa tay thôi đó, vậy ha. Hai cái đầu dây này mình tuốt nó ra ha. Đó, như vậy rồi mình sẽ thử nó lại ha. Rồi một đầu tôi giữ ha, giữ chết một chỗ ha, đầu bên kia tôi quẹt đó. Ha, ok chưa đó. Khi mà cái này nó được gắn vô đây ha, gắn vô cái ống ha, thì nó sẽ còn nghe lớn hơn nữa. Rồi khi mình gắn nó vô cái hộp này ha, khi mình gắn nó vô cái hộp này ha, thì nó còn lớn hơn nữa ha. Đó. Thôi bây giờ là xong ha, đơn giản. Đó. Chà, hồi nãy lấy ra cái này nó bị gãy, nó còn dấu nè ha, vừa khít. Rồi cái này thì dễ, dán keo 502 ha. Ha, cái dấu này nó vừa khít nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cái này mình dán bằng keo 502 ha. Mình rò rò cái ở đây ha, rồi rò ở đây miếng nữa là được ha. Được chưa? Đó, vừa khít luôn theo. Ok ha, cái này chỉ cần keo 502 thôi, tại cái này nó rất khít ha. Mình rò keo vô ngay cái ốc nó là dính cứ ngắt luôn á. Rồi ok, ngắt này nè ha. Đó, nếu kỹ thì mình sẽ đệm thêm cái keo silicon ở đây ha, hoặc keo AB nữa, nhưng mà tôi nghĩ là như vậy là được rồi ha. Rò keo như vậy là nó cứng dữ lắm rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha. Rồi cầm chết bên dài ha, bên quẹt. Ha. Bỏ vô cái hộp này nó sẽ còn nghe lớn hơn nữa. Rồi như vậy là xong ha. Mình hàn dây này vào trở lại là xong ha. Nhưng mà nó cũng sẽ bị cháy lại thôi ha. Rồi có một cách làm ha. Để tránh cho nó cháy, nó bị cháy trở lại ha,
thì mình phải chặn nó qua một cái con điện trở ha. Thì đây là con điện trở xứ ha, 5W ha. À, mình phải chặn nó khoảng từ 4,7 ohm cho tới 10 ohm nha. Rồi, điện trở xứ là cái dạng như thế này. Nhưng mà ở đây là tôi không có cái con đó ha. Con này là 0,47 là không phải ha. Nó y chang như vậy nè, nhưng mà nó là 4,7 ohm ha, 5W. Đó là ngon nhất. Rồi, trường hợp ở đây tôi không có ha. Đây. Bây giờ tôi không có điện trở này ha. Tôi sẽ dùng cái con điện trở. Đây là điện trở 1W ha, nâu đen đen ha. Là bao nhiêu? 10 ohm ha. Tôi sẽ dùng hai con điện trở này ha, tôi ghép song song lại. Song song như thế này ha. Đó. Tôi được một con điện trở 5 ohm 2W để vô đây cũng được luôn ha. Đó. Hoặc là tôi có thể sử dụng con điện trở, con này con gì đây, đỏ đỏ ha, vàng kim là nhiêu, 2,2 ohm ha. Tôi dùng hai con, tôi mắc nối tiếp lại như thế này ha. Tôi được con điện trở 4,4 ohm để vô đây cũng được luôn ha. À, trong ba cái trong ba cách này thì cách này ngon nhất nè ha. Cách này rồi tới cách này ha. Tôi thường sử dụng cách này. Cách này á thì tôi được con điện trở 2W ha, nhưng mà nó tản nhiệt tốt ha. Tất nhiên là không bằng con này rồi ha. Đó, điện trở xứ thì nó tản nhiệt tốt lắm ha. Còn cái này cũng được, nhưng mà nó chạy nó hơi nóng, nóng điện trở ha. Cho nên tôi sẽ xài cách này. Đó. Ha. Như vậy gắn vô thì mình sẽ hạn chế nó cháy ha. Chứ để như vậy là nó sẽ cháy trở lại ha. Rồi bây giờ làm ha, hàng nó vô. Rồi tôi sẽ chọn cách này ha. Bây giờ mình sẽ đo thử ha. Đây là con nâu đen đen ha, 10 ohm. Rồi đo thử coi bao nhiêu. Mười ohm. Ok ha. Rồi hai con 10 ohm ha. Tôi bắt song song trở lại ha, để được bao nhiêu? 5,1 ohm, 5,2 ohm ha. Còn đây là điện trở 2,2 ohm ha, đo thử ra phải 2,2 ohm. 2,5 ohm ha. Hai con tôi bắt nối tiếp lại ha. Là bao nhiêu? 4,6, 4,5, 4,6 ha. Đó. Ok. Ha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng con này. Rồi. Đây, cháu dương ha, đưa qua con tụ. Rồi đưa ra dây dương ha, của cụm dây. Rồi đây là chấu âm ha. Chấu âm này tôi sẽ hàn con điện trở vào đây ha. Rồi đầu ra nó tôi sẽ hàn vào dây âm ha. Ha. Rồi làm. Đây ha. Trở tôi hàng vào đây. Đó. Đây ra dây dương của cuộn dây. Còn đầu này ra dây dương của cuộn dây ha. Đầu này ra dây âm cuộn dây. Ok ha. Ok, sau khi hàng xong nó như vậy. Ha. Yeah. Dây dương đi qua tụ, đi qua dây đỏ ha. Chấu âm đó đi vô đó ha. Ok ha, vậy là được ha.
Rồi bây giờ mình phóng nó lại thôi. Rồi bắt ốc lại xong ha. Ha. Ok. Ha. Vậy là xong. Ha. Rồi, ở đây tương tự. Rồi, cái này tôi làm cũng y vậy. Ha, hai cái. Đó. Ha. Làm y chang nhau luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhạc ha. Ha. Mình sẽ sử dụng hai cái sợi dây này để nối nó ra ngoài ha. Đó, nó là như vậy ha. Đây, hai cái miếng trong trong hai cái loa này nè ha, nó nè ha. Hai cái dây này ha, là hai cái đường dây loa ha, nối từ cái trạm loa của cái âm ly đang phát nhạc ha. Tôi sẽ kẹp vào đây để nghe ha. Đây cái máy đang hát ha. Bây giờ mình sẽ cắm vô đây hát ha. Lên. Đó. Nha. Đổi nó qua cái loa kia ha. Rồi, gắn vô. Ha. Xong. Ok. Ha. Huh.